Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Bát Mạch Phong Thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và hôm nay, một vị khách mời vô cùng đặc biệt, một vị khách mời vô cùng quen thuộc với quý vị, đó chính là Phong Thủy Sư Tâm Nguyên. Xin chào. Hiện nay ở trên các mạng xã hội hay là các mạng lưới truyền thông của Tâm Nguyên ấy, thì có hai luồng ý kiến. Thứ nhất là nhiều khán giả cho rằng là ở gần những cái chốn tâm linh này như đình, đền, miếu, chùa thì sẽ có cảm giác rất yên tâm bởi vì sẽ được thần linh này che chở này phù hộ ạ. Nhưng mà nhiều người lại cho rằng là không nên xây nhà ở gần đình, đền, miếu, chùa. Thì thầy có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Cái này liên quan đến hai cái khái niệm. Cái khái niệm thứ nhất đó là khái niệm liên quan đến văn hóa. Khái niệm thứ hai liên quan đến kiến trúc và vấn đề thứ ba liên quan đến vấn đề tâm linh. Trước hết chúng ta nói về khái niệm văn hóa. Thế này, thường là đình làng, cái đình hay là cái chùa thực xây ở những nơi trung tâm của làng và một người sinh sống cư trú xung quanh đó. Cho nên là tất cả những ngôi nhà trong làng, đặc biệt là gần đình, là không được cao hơn đình. Đúng không? Cao hơn đình thì mà đặc biệt là còn ngay sát cạnh, nếu như khuôn viên đình của mình mà rộng lớn, nó có một cái khoảng cách từ cái nơi thờ cho đến cái điểm của cái nhà lân cận ấy là 50 bước chân, không tối thiểu là 35 bước thì nó không có ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như mà nó vượt nằm trong cái bán kính là 35 bước chân hay là nằm trong bán kính là 50 cái bước chân, gọi là 50 bộ hay là 35 bộ ấy, là 35 bước đi bộ, thì như vậy là những cái phần khí xung quanh nó giống như gọi phần nội khí, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần đình. Và trong cái đó thì tại ở nhà chúng ta có rất nhiều thứ, chúng ta vệ sinh, chúng ta giặt giũ, chúng ta thịt cá, chúng ta hỉ nộ ái ố dục đủ thứ trên đó, thì thành ra là người ta nói về mà văn hóa như thế là nó mạo phạm. Thứ hai là cái nhà những nơi gần đó thì không nên xây cao hơn đình. Nói cho nên là vì ngoài cái việc bị giới hạn về quy hoạch xây dựng ra, nó còn có giới hạn quy về cái việc mà văn hóa nữa, cho nên ra là thường là những cái nhà gần đình thường nó sẽ không được thuận lợi đó. Tuy nhiên thì và cái điều thứ hai nữa là nó liên quan đến vấn đề về tâm linh một tí. Tức là như này, những cái nơi đình đền miếu phủ chùa chiền là những nơi giảng pháp, đó là những nơi mà thánh ngự, đúng không ạ? Đó là những nơi những cái năng lượng thánh nhân, thì đó là những người có năng lượng rất cao, có ý chí rất mạnh. Thì thông thường những cái tiểu sát, ví dụ cái vong veo rồi những cái năng lượng âm nhỏ lưu diêu rất hay đến đấy để ăn mày. Mình gọi từ là ăn mày hay gọi là được, tức là điều gì? Để được độ, để được giải, để được hưởng lộc ở nơi đó, vì giờ đấy tổ chức rất nhiều đàn lễ. Cho nên nơi đấy rất là nhiều những cái âm linh. Cho nên ra là khi mà âm linh thì những người nào mà có năng lượng yếu, khi mà cư trú ở đấy người ta hay mệt mỏi và người ta mất ngủ, hoặc là người ta tinh thần người ta hay hoảng loạn, hoặc là trí tuệ của người ta, hoặc là cái công việc nhiều khi nó lại hay trục trặc. Nó hợp thì nó không sao, nó không hợp nó phù thì không sao, nó không phù thì nó hay. Nhưng mà tóm lại là thông thường nó không được cát, nó là như vậy. Và cái vấn đề đấy liên quan đến yếu tố tâm linh, đúng không? Và cái yếu tố thứ ba là những cái ngôi nhà gần đình ấy, thì là nếu như nó cùng cái hướng đình thì thông thường đình đền miếu phủ chùa chiền ấy là nó xây theo cái mạch đặt của khu vực. Nếu như mà nó cùng hướng ấy, thì nó đắt, nhưng nếu như nó ngược lại, nó đối diện với gần đình thì thông thường thì nó lại không được thuận. Cho nên thành ra là những ngôi nhà gần đình đền miếu phủ chùa chiền là người ta thường là người ta hơi kén chọn trong cái việc mà cư trú, vì mình xây cái nhà cao tầng thì cũng đỡ, nó cũng không đỡ, và nếu như mình xây nhà thấp tầng thì lại không đủ diện tích, mà bây giờ đất chật người đông thì có phải là nhiều nhặn gì đâu, đúng không ạ? Mà trong cái đó thì những cái câu chuyện liên quan đến âm linh rồi câu chuyện đến năng lượng đen thì nó là sự thật và nó rất là nhiều, đúng không? Cho nên là người ta hạn chế mà sử dụng cái căn nhà gần đó. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, thì nếu mà giả sử những cái nhà đã có nhà tại gần đình bên miếu chùa thì có cách nào để hóa giải không ạ thầy? Do là bây giờ là cái phần mà ở gần đình miếu phủ chùa chiền ấy, nó là một cái đất bề đất chật, rất để mà ra cái bán kính 30-50 bộ ấy. Tức là ít nhất là chúng ta mua cửa nhà thì chúng ta cũng nên tránh cái khoảng đó ra thì nó phù hợp. Nhưng mà nếu như mà không may mà chúng ta lại nằm trong khoảng đó thì thông thường thì người ta có ba cái pháp khí chuyên cho việc hóa giải cho những cái nhà gần đền đình đền miếu phủ chùa chiền. Thứ nhất là người ta sử dụng một cái pháp khí, nó là cái bạch ngọc đại minh chú. Cái bạch ngọc đại minh chú là cái bạch ngọc đó là mà trên đó nó khắc chữ là Om Mani Padme Hum, tức là cái lục tự đại minh, là cái phần phát quang, là câu chú nguyện của Quan Âm, Đức Quan Thế Âm. Thì ngoài ra thì bạch ngọc nó là thạch anh, nó là quắc, cho nên nó phát ra cái năng lượng
để đẩy cái chú đấy cho nó phát quang thì nó tác dụng vào kỵ tà. Thứ hai nữa thì người ta sử dụng cái pháp khí ví dụ như là hổ phù kết hợp với chung gió. Cái hổ phù là hình hổ phù bằng đồng kết hợp với chung gió, trước khi gió thổi qua chung gió nó đung đưa thì là nó làm cho hổ phù này nó trừng khí lên, nhớ là phải khai quang nên nó có lực, đúng không ạ? Thứ ba nữa người ta sử dụng cái hồ lô trầm hương. Cái hồ lô bằng gỗ trầm thì gỗ trầm nó có tác dụng kỵ tà rất là tốt, thì treo ở phần các cái cửa sổ hay những phần nó tiệm cận hay nó sát với cả phần đình chùa. Và điều đặc biệt nữa là tất cả những người ở trong nhà thì người ta phải nên là luôn luôn là cầm theo hay là đeo theo hay để cho người một cái đồng lục minh cát tường. Đồng lục minh cát tường để mà cái đồng lục minh cát tường vì là trong đó nó có cái năng lượng để mà nó phát ra cái ánh sáng của Phật giáo để nó kỵ tà, để cho những cái âm mình ra ngoài, giả sử như là người ta nói là ở trước nhà mình thì năng lượng âm đi nhiều đúng không ạ, mà đi đêm lắm ắt trong ngày gặp ma kiểu gì cho ngày nó trả va vào người mình, tốt nhất là cứ để cái gì hộ thân ở trong người. Vâng. Thì là nó sẽ không có vào người nhà mình nữa. Cái đồng lục minh cát tường này thì mình để ở trong ví á thầy? Cái đồng lục minh cát tường này thì mình để trong ví, mình đeo ở cổ. Vâng. Mình có thể gắn ở ngay, nếu như buộc chặt và mình có cái lỗ ở trên chỗ bộ nhìn ta bắt túi, nó có cái lỗ mình ở xuyên qua mình đeo cho người hoặc để trong ví, có thể để vào cái chìa khóa cũng được. Vâng, thì cái đồng này có thể sử dụng cho cả trẻ em không ạ? Cái đồng này nên dùng cho tất cả các thành viên trong nhà. Vâng, em cảm ơn thầy ngày hôm nay đã bớt chút thời gian để tham gia và trả lời những câu hỏi, giải đáp các thắc mắc của khán giả. Vâng, xin cảm ơn. Hy vọng là qua buổi ngày hôm nay thì quý vị đã biết cách để hóa giải, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.